Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel chia sẻ về cuộc sống và trải nghiệm của mình tại Canada, và mình là Thủy. Mình là một người rất thích đi và thích khám phá, bởi vì mỗi chuyến đi sẽ tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và những trải nghiệm đáng nhớ sẽ tạo ra những câu chuyện đáng để kể. Và tiếp tục với series hôm nay mình đi đâu thế, mình sẽ dẫn các bạn đến thăm thành phố Hamilton, một thành phố yên bình thuộc tỉnh bang Ontario. Hamilton được biết đến là một thành phố cảng nằm ở bờ phía tây của hồ Lake Ontario. Nếu bạn lái xe và xuất phát từ Toronto, thì bạn sẽ phải di chuyển trong vòng 1 giờ 25 phút để đến được Hamilton. Thành phố này được bao quanh bởi những khu đô thị cũ, và ở phía nam là Niagara Escarpment, nơi mà người dân Hamilton gọi nó là một vách núi trải dài giữa các khu bảo tồn và những thác nước. Một trong những cái điều thú vị mà bạn có thể làm ở Hamilton chính là đi tham quan những cái thác nước, và đó cũng chính là kế hoạch của mình trong chuyến đi này. Và đặc biệt trong chuyến đi này, các bạn sẽ được gặp lại Justine, một người bạn đồng hành cùng với mình trong rất nhiều tập phát sóng trước. Justine là một người bạn để ở đây và anh biết nhiều về vùng đất này hơn mình, vì vậy mình đã mời anh cùng tham gia và trở thành một người hướng dẫn viên cho mình. Khi đến tham quan các thác nước, các bạn có thể kết hợp đi hiking vì hầu hết các thác nước đều ở phía sâu bên trong. Địa điểm đầu tiên mà tụi mình ghé qua chính là Tiufo. Đường đến Tiufo được bao phủ bởi một màu xanh đậm của lá cây, và đặc biệt độ xanh của lá cây dường như được tô đậm hơn sau trận mưa rào đêm qua. Đi từ đằng xa, mình đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Đi được độ vài dăm 3 phút thì cuối cùng mình cũng đã đặt chân tới nơi. Vì mùa này nước mưa không nhiều nên hầu hết các thác nước đều cạn khô. Nhưng được hòa mình vào thiên nhiên và được hít thở không khí trong lành là một điều tuyệt vời. Một dòng nước chảy xuống vách đá có độ cao 41m đã tạo nên dòng chảy của Tiufo. Các bạn có thể ngắm nhìn thác nước ở những góc nhìn khác nhau, và đặc biệt vẻ đẹp này cũng thay đổi theo mùa. Và theo mình nghĩ, mùa thu có lẽ là mùa khiến quang cảnh nơi đây đẹp nhất trong năm. Vậy nên nếu có cơ hội thì các bạn đừng nên bỏ lỡ nhé. Nếu bạn đã đến Tiufo mà không đến Dandadwick là một điều nổi tiếc, vì chỉ cần đi theo những lối mòn khoảng tầm 10 đến 15 phút nữa thì phần thưởng mà các bạn nhận được chính là những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Đường lên đỉnh núi dài 1,8 km, nhưng khi đi được gần nửa con đường mòn, các bạn sẽ phải khựng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thung lũng vào một ngày trời trong xanh. Mình chưa bao giờ đến đây vào mùa thu, nhưng mình có thể tưởng tượng nếu cả thung lũng này ngập tràn trong sắc vàng đỏ của mùa thu hiền dịu thì nó sẽ đẹp đến nhường nào. Và cuối cùng thì mình cũng đã đặt chân đến đỉnh Dandat. Đây chính là khoảnh khắc mà các bạn sẽ phát ô lên và tự hỏi rằng mình đang đứng ở đâu thế này. Đúng là một tầm nhìn không thể so sánh và rất đáng giá với công sức mà tụi mình lặn lội từ Toronto lên đến đây. Từ trên cao, các bạn có thể nhìn thấy khu dân cư trải dài, một cánh rừng xanh bạt ngàn và một con đường sắt rất đổi bình thường nhưng lại rất hài hòa với bức tranh đến kỳ lạ. Vậy là mình cũng được tận mắt chứng kiến những điều tuyệt vời ở nơi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ phải tiếp tục lên đường di chuyển đến thác nước khác để kịp hoàn thành chuyến đi của tụi mình trong ngày hôm nay. Thác nước tiếp theo mà mình dẫn các bạn đến có tên là Albion. Đây là một thác nước được mệnh danh đẹp như tranh vẽ, là một thác nước cổ điển trong vùng. Thác nước cao 18m và được xếp theo hình bậc thang tạo thành một dòng nước chảy xiết.
khác với cảnh vật xanh rờn ở Thiêu Phố thì cảnh vật xung quanh ở đây đã có chiều hướng ngả vàng theo sắc thu. Điều đáng tiếc nhất mà mình không có cơ hội được đến gần thác nước vì hôm mình đến thì những cái lối mòn đã bị đóng lại vì một số lý do nào đó. Nhưng trên Google thì ảnh rất là đẹp luôn nha các bạn. Còn đây là thác Delview Pumple Fall. Nó chỉ là một cái hố rất là sâu và có một ít nước chảy ra từ chân cầu. Vì số lượng nước quá ít mà tụi mình đã đi qua đi lại rất là nhiều lần mà không thể tìm ra cái thác nước này. Nhưng cuối cùng thì mình cũng tìm ra nó và hoàn thành một trong những cái phần còn lại của chuyện đi. Ok, let's go Vậy là mình cũng đã hoàn thành xong chuyến đi của mình với sự trợ giúp của Justin. Theo mình thấy, Hamilton là một thành phố rất là yên bình và nhịp sống của nó cũng chậm rãi hơn so với những thành phố lớn như Toronto. Nếu như các bạn du học sinh sống ở đây, chắc chắn sẽ gặp khó khăn ít nhiều trong việc tìm kiếm việc làm thêm và có vẻ hơi bất tiện và có một chút gì đó hơi buồn tẻ. Nhưng đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân của mình. Và bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký like và subscribe cho kênh của mình nha.